Nam mô A Di Đà Phật. 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 Con cầu bốn phương tám hướng của hồn các đảng âm binh ơn trên về đây hưởng hoa, hưởng bánh, rồi hưởng muối, hưởng gạo, phù hộ cho con buôn mai bán đất, quán xá im ai. Má đẹp ơi, má đẹp, má đẹp ơi, má đẹp. Mà phá hoại cái quán tai họa tới rồi má đẹp ơi. Dạ Phật. Má đẹp ơi, má đẹp. Trời ơi, tôi mới phù hộ các đảng mà nó gây tai họa. Nên ở trời cái họng mày, nó chọt cái mình nuốt luôn ba cái nhang giờ. Tai họa tôi đang cúng phù hộ mới, tai họa là ai? Con điên tới rồi. A, con điên. Nín, ở trọt ủ mắt mày giờ nghe con quỷ. Đang cúng cơ hộ mà nhảy ra mà nhảy vòng vô mày linh cái gì mày? Hả? À, hồi nãy con bỏ quên cái vỏ ở đây á, mấy cho con xin lại cái vỏ đi. Cái vỏ sao? Đưa vỏ, đưa vỏ, đưa vỏ mau lên, đưa vỏ. Trời ơi, mừng quá, còn yêu nguyên, tụi đâu mất mày nghĩ sao đây tham lam lấy đồ của mày mà không còn yên nguyên hả? Tao mới cúng cơ hồn mà đừng có hiện cơ hồn vậy mà giật bánh mạng nghe mày. Ủa mới cúng cơ hồn đó hả? Bánh đen thấy không? Thấy. Ăn không? Cho miếng á. Mày ăn không? Được. Ăn đi cho miếng bánh đen nè. Cho thiệt. Cái đứa ai lấy bánh thì nào cúng xong kêu không nha. Thôi đừng đi nha. Đi. Con quỷ. Trời ơi con này tức ghê thật. Nào cúng xong kêu nha. Trời ơi trọt ngang họng mày bây giờ. Trời ơi tức quá mà. Trời ơi giấy tiền vàng bạc con gãi mà con quỷ này. Nó phá con. Nè muối gạo ăn đi con quỷ. Nó điên thiệt rồi má ơi. Mày giải tướng cưng mày gớt xuống hồ đi. Mày chết ương chết hình đi mày. Phá hoại quán tao đi. Ai đi già Phật. Mô. À, mọi người ơi. Mọi người ơi thần thánh ơi. Cô hồn các đảng ơi đi ăn bánh đi nè. Trời ơi, hên ghê á. Cũng may á là trời Phật còn thương cho mình tìm lại được cái vỏ. Trời ơi, gặp nữa rồi. Đúng rồi. Ê, cô ơi. Cô gì đó ơi. Trời ơi, sao xui cái chuyện này nè. Quay ra gõ hiểm. Chết rồi. Anh gọi tôi hả? Đúng rồi, cô á. Cô tới đây lấy túi xách hả? Nói nghe nè, anh cho tôi xin lỗi chuyện ngoài đường nha. Thiệt là tôi không có cố ý đâu. Không sao đâu, chuyện đó tôi cũng quên rồi. Vậy hả? Trời ơi, tôi tưởng đâu nay đến giờ anh chạy theo tôi, anh tính sổ. Làm tôi chạy muốn gần chết luôn á. Phải anh nói sớm là tôi đâu có chạy đâu. Đâu có đâu, tôi đâu có cố tình đuổi theo cô đâu. Mà không biết tại sao cứ gặp cô ngoài đường hoài đó chứ. Tại vì tôi cũng tính là nhắc cô lấy túi xách ở trên quán của tôi. Ủa vậy hả? Ủa vậy là cái quán này của anh luôn á hả? Trời ơi, quán đẹp quá trời luôn á. Nói nghe, tôi mới ở dưới quê lên. Quán anh nó có thiếu nhân viên không? Tôi nè, anh nhận tôi vô làm nhân viên đi. Tôi đang cần chỗ ở với việc làm. Cái gì tôi làm cũng được chứ đó. Trời ơi, cảm ơn anh nhiều nha. Vậy là anh giận rồi đúng không? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều. Hãy giết tôi đi. Hãy giết tôi đi Quang ơi. Hãy giết tôi đi Quang ơi. Hãy giết tôi đi Quang ơi. Quang nghĩ sao vậy? Quang nghĩ sao kêu nhỏ này vô làm nhân viên quán này hả? Hãy giết tôi đi. Quang giết tôi đi Quang ơi. 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 Hãy chết bình tĩnh. Hãy giết tôi đi. Tôi thấy cổ dưới quê lên cũng cần việc làm mà thôi. Anh Quang ơi, con này là con điên. Anh mà đưa nó vô đây là nó phá anh quán anh luôn đó. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao tôi là con điên vậy? Tôi hiện muốn chết luôn đây nè. Hiện chay. Trời ơi, nhìn mặt là biết là phá làng phá xóm rồi. Đúng rồi. Hãy giết cho đi, hãy giết cho đi, hãy giết cho đi. Nhặt nó rồi, giết cho đi, giết cho đi. Tôi thấy cổ cũng xinh xắn dịu dàng mà đâu đến nỗi nào đâu. Gì? Xinh xắn dịu dàng hả? Nói mày xinh gì? Nói mày xinh dịu dàng gì? Thôi vậy tôi nhờ chị đẹp huấn luyện cho cổ giùm tôi nha. Hả? Trời ơi đứa ca này khó gì? Huấn luyện hả? Dạ. Yeah. Được rồi. Nhìn mặt cái này nè. Để má đổ nó cho. Má. Vậy con biết ai đổ ai à? Không ngon má. Má ơi. Rồi má thấy chưa? Con nói với má. Con này vô đã phá cái quán cà phê mình đó. Trời ơi. Trời ơi. Bánh mẹ của hồ mà. Bà nó chết. Mày chết con quỷ. Mày chết con quỷ. Con quỷ. Anh. Trời ơi. Má đẹp ơi, mới dành ăn với cô hồn. Nè, con nhỏ này cắt đảng rồi. Chị giúp cô hồn luôn. Cái nào như quê hay có lắm luôn á. Ghê quá. Ngon lắm má. Trời đứa con ngon lắm. Trời ơi, mày ăn đi. Tao lại mày. Mày ở dưới quê. Mày dành ăn với cô hồn kìa.
Trời ơi, cái con đẹp này, nó mặc cái bộ đồ này, má muốn làm đàn ông ghê, má muốn làm bê đê nữa. Nó đẹp nhất nách con ơi. Má, cái con khùng này lên đồ nhìn cũng được má. Gái đẹp, lấy cho má đẹp ly nước. Hai má con mình cùng đẹp. Đúng rồi. Con lấy liền. Con mặc đồ này mà má thấy khát nước luôn á con. Trời ơi, nó đẹp gì mà đẹp lộng lẫy gì vậy trời. Đây, nước của má đây. Ô, con mời má. Thôi mốt mà khách vô ngồi đầy quán, con đi qua đi lại nó mất nước. Mặc đồ vậy là... Ôi trời ơi, khách chắc không về luôn con ơi. Sao má? Trời ngon quá đúng không má? Sao vậy má? Cái nét mặt này sao lạ luôn vậy? Má bị sao vậy? Má sao vậy má? Má... Cái đẹp, con lấy nước này đâu ra vậy? Nước xăm con múc ở trong cái xô á má. Hả? Cái xô? Đây, cái xô đó má. Má ơi má, cái nước má uống á, không phải là nước xăm má ơi. Vậy nước gì? Vậy chứ nước gì? Nước lâu bàn. Thì là chế chứ ai nữa. Bậy, chết đẹp, chứ đâu có khùng. Là chế làm đó, chứ nhớ kỹ lại đi. Chứ có làm sao? Chứ làm chuyện này à? Bao giờ chú làm chuyện đó? Có không ta? Để chế nhớ. Trời ơi, cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới thấy cái xô mà cái bông nó nhu mì dễ sợ luôn. Đẹp, nó không có lố lăng gì hết trơn á. Mình mà ở cái thời ngày xưa, thời vua chúa nha, mình cầm cái này mình múc nước vô cho hoàng hậu rửa mặt. Thế là mình cũng thật thưởng, mình được thưởng. Trời đẹp quá trời đẹp. Ôi đẹp quá. Đẹp quá. Trời đất ơi, chế đẹp. Cái xô mà chế làm gì dán bông hoa tùm lum cho vậy? Cái xô này của chế trúng thưởng ở hội chợ á. Mà chẳng lẽ người ta thưởng mình cái xô để đơn giản quá. Mình phải dán, phải cắt, phải làm cho nó đẹp, cho nó dễ thương. Thấy đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Thấy cái xô với bộ đồ chế hợp không? Cũng hợp. Nhìn kỹ nha. Như một rừng hoa đang đua sắc vậy đó. Đúng rồi, nhìn kỹ nha. Để phân biệt cái nào là cái xô, cái nào là bộ đồ nha. Nhìn nè. Nhà nhà có xô, người người có xô, để phòng chống lũ lụt. Trời đất ơi. Trời ơi, chính xác, chế làm, trời ơi, cuộc đời ơi, dòng họ ơi, ba má ơi, con tự hại con rồi, trời ơi, con làm. Trời ơi, con xin lỗi má. Thôi xin lỗi gì hết trơn á, con nhỏ này, nó độ tôi rồi. Sao cái nhà này nhìn thấy quen quen vậy ta? Chuông báo cháy hay gì bấm dữ vậy hả? Chuông cửa mà. Ủa nữa hả? Chị, trời ơi, năm tháng nào cũng cúng mà bây giờ sao lên hoài vậy? Chị, em nhớ rồi chị rồi, trời ơi, cái này là, chị nhớ không, hôm bữa trước em quýnh thằng bồ nhí của chị, xong em quýnh luôn thằng bồ nhí của chị. Ủa, nè, tôi nói cho cô nghe, tôi được mệnh danh là ai của cái xóm này? Chị được mệnh danh là nữ hoàng nết na với bà trùm chợ cá. Nín luôn đi, nín luôn đi, cái cần nữ hoàng nết na thôi, còn bà trùm chợ cá là chị gác kiếm giang hồ lâu rồi, cái tên giang hồ chị bỏ lâu rồi, em hiểu không? Chị là nữ hoàng nết na. Cái sớm này sớm văn hóa. Lại
làm ơn làm phước mình nói chuyện nhỏ nhỏ giùm chút xíu, em hiểu không? Em hiểu chưa? Em quen rồi, cái vườn lùm của em lúc nào nó cũng lớn gì hết trơn á. Nó tới đây chi? Em giao nước cam. Chị chuyển khoản rồi bà. Cái gì? Nước cam mà cũng chuyển khoản nữa hả? Nè, là phục vụ, bớt để ý tới tiền của chủ đi, mình làm lâu dài hơn nha. Chị đi đâu vậy? Ở lại đây nói chuyện với em cho vui, dù gì chị em mình cũng gặp nhau mấy lần rồi. Chị có chuyện này gì cũng kể em nghe. Nghe không? Kể đi nghe. Cuộc đời của chị đã từ khi chị đẻ ra đến khi trước khi gặp em á, cuộc đời chị rất là vui, sau khi gặp em hết vui luôn. Ê chị đâu vậy? Chị trời, nghe nó lông não luôn á. Ôi trời, hết vui. Kiểu này là bồ nhí của bà nè. Trời ơi, bà chị này bà đa tình dữ lắm, quá trời bồ. Bữa nay chắc bồ mới nữa nè, núp núp ló ló. Được rồi, để tôi. Hey. Ê, nhắm đứng ở cây này che được mình không vậy? Chị ơi, em xin lỗi chị. Trời, lỗi phải gì? Tôi biết hết trơn rồi, đừng có xin lỗi phải gì hết trơn á. Không phải, thật ra là tại vì... Tại không tại mì gì hết trơn á. Biết hết, nhận đi, đừng có chối. Tại vì em nghèo á chị. Tôi đừng có nói nghèo khổ gì hết trơn á. Nhận đi, đúng không? Dạ, đúng không? Dạ, chị thật đúng. Đâu có xài đâu, đúng không? Dạ. Tôi biết bộ anh á là bồ nhí của bà chế trong đây, đúng không? Đúng dạ, không? Dạ, không chính xác. Trời ơi, đừng có nói nhiều. Dạ, dạ, dạ. Bà chế này nè, dạ, bà đào hoa dữ lắm. Dạ. Mà tôi nói nghe nha, mai mốt mới có muốn kiếm bà. Dạ, dạ. Thì á, đi đường chính chính vô trong cổng. Dạ, chứ đừng dạ, có núp lé ở đây. Dạ. Chỗ có ngày bị đánh về ba má giờ không ra. Dạ. Kể tôi nghe chưa? Kể dạ, tiếp chị, nè. Chị, hôm chị, bữa chị, tôi mới đánh hai thằng, đem bẹp luôn. Dạ, đâu, tôi chị, hay lắm. Dạ, không, dạ, nhưng chị, mà lần này tôi không quýnh nữa. Tôi biết rồi, tôi thấy đứng từ xa. Tôi ba tôi chụp liền. Dạ, dạ. Tôi dắt vô, Chị ơi, chị. À, chị em chị. Đi. 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 Chị ơi, chị ơi, chị ơi. Trời, đừng có mắc cỡ, đừng bấm chuông. Chị bà ra liền giờ, bà nhanh lắm. Cái gì vậy? Cứ mắc cỡ mà vậy? Bà ghiền cái chuông nhà tôi hay sao bà nội? Hả? Sao hoài vậy? Ủa chế? Ủa? Sao cái cửa này mở mà đâu xuất hiện đây nhanh vậy? Người ta xuất hiện ở đâu thì kể cha người ta đi, bớt quan tâm tới đời tư của nhau đi nha. Bớt đi, giao cho chị. Ai? Bồ chị đó. Trời, em đứng thì phát hiện đằng kia kìa. Bữa hổm em có kinh nghiệm, em quýnh hai thằng bồ chị chìm bèo đó. Hôm nay em thấy cảm thấy em có lỗi quá, em thấy nó núp đằng kia. Em sợ một hồi người ta không biết, người ta tưởng nó là ăn cướp, xong người ta quýnh nó chìm bẹp về ba má giờ không ra, em dắt nó lại đây. Trời ơi, chị ốt liền đi. Cuộc đời chỉ có hai thằng bồ thôi, thằng này đâu ra? Thì bồ của chế đó. Bà điên hả? Bồ đó, bồ bà nhìn cái đó. Trời, đúng không? Đúng không? Hồi nãy ổng nhận rõ ràng. Nghe chị phân tích nè. Điều thứ nhất, gu chị no hair, là không lông lá gì hết. Nhìn đi, râu như đám rừng là không thích rồi. Not my gu, hiểu không? Và điều thứ hai, không có bồ bịch nào mà cầm dao chĩa vào bụng bạn gái hết. Chùi cái dao. Trời, trời ơi anh, sao anh kỳ vậy? Tự nhiên đi lấy dao chĩa vô bụng. Im mày. Tiền bạc đâu, nhanh lên. Giữ mặt tao mày cười mày. Đừng có cười. Chứ mặt mày đang làm gì đó? Nhanh nè. Giữ mặt tao mày. Cười gì mày? Tôi không cười đâu. Nó bị khùng. Có mà gặp gì gặp. Tội ghê. Còn mày đưa tao gì đây? À, căn cước công dân. Gì vậy má? Đèn cướp má được chứng minh nhân dân còn chi vậy? Ê, mày giữ mặt tao hả mày? Hả mày? Hả mày? Trời ơi nè, anh ăn cướp ba đơn cướp. Em nói anh ăn cướp nghe nha, cái thẻ này đã bây giờ anh ăn cướp ra được đồng đồ đó. Anh ăn cướp đổi được 300.000 em đỡ vả đó anh cướp. Nha anh cướp. Đúng rồi. Chứ giờ tụi em nghèo ngàn lắm. Em đi ở đỡ nhà này anh. Ok, bye bye anh. Đấy vậy nè, mày cầm ra ngoài mày
Mày coi mày cầm cho anh 300 đi. Dạ. Với anh trong được 30 tiền xe. Trời ơi, dạ cảm ơn anh. Ok. Dạ, đi. Còn mày tao quế nãy giờ lắm. Ê con đi. Mày làm gì sáng gì mày tào lao của tao hoài hả mày? Hả mày? Tiền bạc hả mày? Đâu có, đâu có tiền đâu. Em không có tiền. Trời có. Trong nhà bả tiền nhiều lắm. Ủa rồi nó đâu rồi? Ê. Mày vẫn mặt với tao đúng không? Ê. Mày muốn tao lấy máu mày phải không? Dạ dạ. Dạ không có, không có. Mày lại. Cưới gì? Dạ không phải, anh có biết không? Đôi khi mà nghe được lệnh của anh cướp là phải đổi cái thẻ này đó. Cho nên em phải đứng về em khóa cửa lại. Móc, chị chịu khóa nè, chịu khóa. Mã số cái nó bạch hơi lâu. Là biết sao, sợ mèo chó vô cửa kìa. Ồ. Mày dẫn mặt với tao mà. Dạ, dạ. Anh hết cục nữa. Anh đang chết lòi con anh rồi. Một giây đi tao hỏi mày, tiền bạc vàng vòng đem ra, mày muốn tao chơi khô máu với mày đúng không? Ê, tao không có kiên nhẫn à. Trong nhà đó, nói chung nhà nhiều nhà. Lắm. Chị, dắt dỗ vô nhà đi, trời anh đi vô nhà vô lên nhà. Đi. Em về nha, xin phép chế em về trước. Con điên! Đi vô! Em nữa hả? Nhanh rồi! Lẹ! Đi không có liên quan gì trong cái nhà này đâu. Mày giờ sao? Mày muốn cái gì? Trời ơi, ở nhà ngủ sướng không chịu, rồi nghe tiếng chuông ra mở cửa làm chi cho giờ cướp vô. Thiệt tình á, tháng 7 không cúng hay sao cô hồn ám dữ vậy trời. Gì? Tiền đâu? Trời ơi chị. Trời ơi. Em quá, em quá. Trời ơi, chị đẹp quá. Chị. Chơi với anh. Xuống đây ngồi đi, xuống đây ngồi. Trời ơi, đứng làm chi cho mỗi chuyện vậy? Kìa mời anh cướp, anh cướp. Hả? Không vậy? Anh cướp đây đó, là anh muốn tới đây lấy tiền xong mình đi đúng không anh? Ừ. Trời ơi, chúng... chứ đâu phải anh vô anh coi nhà mẫu anh mua nhà. Em quên, để em nói chuyện với anh cướp. Anh ơi cướp, lại đây, lại đây, lại chào. Ngồi xuống đi, em mượn trà, ăn không chưa? Chắc anh khác đứa đúng không? Cô điên, tao quê mày lắm rồi nha mày nha. Hả? Tiền đó mày? Tiền. Nè, tiền. Trời ơi, tiền. Tiền của anh đó. Được chưa? Đi đi, đi. Em đi. Tao hết kiên nhẫn với mày rồi nha. Nha. Gì vậy? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Cái này là cướp. Anh nói là cướp, bắt cướp mấy cái đồ em yêu yêu cướp hết. Đây. Ủa, cái gì vậy chứ? Cái vỏ kia kìa má. Cái vỏ bắt cướp đưa cho người ta làm cái gì má? Anh đang cướp không có giả lộ, hiểu không? À. Cái vỏ đó, cái vỏ là cái vỏ này đúng không? Dạ. Cướp đi thông thả dạ. Anh có khát nước không? Có khát nước hay không? Mày bye bye. Mày mốt ghé chơi nha. Anh ảnh lạnh cái nhà uống trà nha dạ. Trời ơi. Trời chế. Chế. Trời nó cầm nguyên cái vỏ tiền chứ đi. Mà mặt mày chế tỉnh queo chứ không có phản ứng gì hết trơn hả chế. Vỏ trong đâu có tiền đâu mà phản ứng chi. Gì? Kẻ dám vô nhà tôi cướp đồ. Trời chế cười chế. Chế đừng có cười nữa. Mày nói chế nghe nè, muốn chế đừng có cười cái giọng này nữa. Chỗ mặt chế nhìn cũng thánh thiện lắm mà sao chế cười giống như phù thủy vậy chế. Chỗ muốn được cười gì nữa nghe. Kỳ lắm.
Em biết chơi. Mà chết, bây giờ mới vô chủ đề quan trọng nè. Giờ tin cướp nó coi như xong rồi đúng không? Chế chế, cho em hỏi thiệt nha. Đó giờ chứ có bao nhiêu người yêu vậy? Bữa em bún hết hai người rồi đúng không? Chứ bữa khởm lại mới em thấy em bún mới có hai thằng à. Nhìn cái mẹ. Chết chết chết. Em bận quá em về trước nha. Trời mà còn phải đi giao cam cho người ta nữa. Nhận ra điều này là hơi muộn rồi đó. Kệ muộn còn hơn không á chứ ha. Không bà. Tiện. Dạ, ba chứ. Trời nhìn mà ác như quỷ gì đó mà cũng có được người thằng bồ. Ê mày nói gì mày? Anh nào? Mày lên canh nó tán mặt mà giờ mày anh gì anh gì? Uống đá canh hả? Uống khùng. Tao mở cà phê mày vô. Đây là cái phục vụ bán cà phê chị ra nè. Biết chưa? Ủa vậy hả? Ủa nào giao lưu đi. Dạ. Cái bánh dưỡng đi. Nếu bạn tìm xin lỗi đã có mang ra để chọn đấy. Trời ơi, em hỏi quá ơi. Mà có đi tìm mở cái xác nè. Tôi mà tìm thấy đàn ông nằm trong ngôi nhà này là cũng không yên với tôi đâu.